Xin chào cô chú anh chị, em là Điền đây. Hôm nay em đi coi đất thì vô tình gặp được cái lô này rẻ quá nên là em quay vội luôn cho cô chú chị mình xem luôn. Thì cái mảnh đất này thì em nói luôn là 50 mét mặt tiền đường này ha, đường hiện hữu. Đó, có điện luôn. Đó. Có 50 mét mặt tiền đường này, sâu vô là một cạnh này là 36 mét. Cạnh bên kia là sâu 51 mét. Đó. Và hậu mình chỉ còn là 36 mét thôi, hơi tấp hậu một chút xíu. À, do nó bo theo cánh quạt á anh chị, theo kiểu là cái quạt á. Đó. Thì đường hiện hữu rộng này khoảng là 8 mét anh chị, rộng lắm. Đó. Đất mình thì cao ráo rồi, cao hơn những đất bình thường luôn anh chị nhìn thấy nè. Đó như một cái thảo nguyên vậy đó anh chị. À, có một tỷ ba thôi anh chị. Hả? Hướng này mình đi thông nha, đi thông ra được tỉnh lộ 329. Hả? Hiện tại em Điền đang có mặt ở đây là được ở xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị. Hả? Nằm gần khu dân cư, đi ra xíu là dân ở ngoài đây rồi. Cách nếu mà cách chợ Xuyên Mộc thì khoảng đâu đó là 2 cây số, 2 cây rưỡi thôi. Là chợ Xuyên Mộc đó là nằm ngay ngã tư luôn anh chị ha. Ngã tư Xuyên Mộc đó là trung tâm xã luôn rồi. Còn mà để di chuyển ra thì trấn Phước Bửu thì mất khoảng là 6 đến 7 cây số. Còn xuống biển Hồ Tràm thì đâu đó là 15 km anh chị ha. Huyện Xuyên Mộc thì từ Sài Gòn mà anh chị di chuyển về đây khoảng là mất 2 tiếng rưỡi thôi. À, đi cao tốc anh chị ha. Ê, em thì đang đứng ở trên đất nè. Ở dưới đây là đường này ha. Đường. Đường rất là rộng luôn. Ô tô đi thoải mái. Này, anh chị có thể thấy nè. Dân cư nè. Bên này có nhà nè. Nhà nè. À, dân cư hiện hữu, đường hiện hữu. Nhìn cái thực sự mà đi vô đây mà anh chị xem cái mảnh đất này thực tế, thực sự rất là đẹp luôn. Đất cao ráo đó mà kiểu chõm chõm lên như một cái đồi nhỏ vậy á, đồi mini á chị ha. Đất thì rất là tốt luôn. Đó, ranh mình là tới đây nè, 50 mét anh chị ha. 50 mét mặt tiền đường. Đó, sâu vô trong kia là 51 mét. Rất là đẹp. Đó, trong kia anh chị có thể thấy nè, trong kia có một cái nhà gỗ, nhà nghỉ dưỡng của một cái chủ nào đó. Đó, vào đây nghỉ dưỡng này. Đó, anh chị có thể thấy này. Đó. Gió thổi lồng lộng luôn. 1.800 gần 1.900 anh chị. Mà chỉ có 1 tỷ 3 thôi. Đó, rất là rẻ. Rồi có chú chị nào mà quan tâm tới bất động sản này thì liên hệ em nha. Em Điền cảm ơn anh chị đã xem video của em. Xin kính chào và hẹn gặp lại.